Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, hiện giờ đạo tràng của chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh. Chúng con kính nhờ Đức Phật A Di Đà tùy tự gia hộ cho tất cả quý vị được thân tâm an lạc. A Di Đà Phật. Chúng sanh quy y Phật, chúng sanh quy y Pháp, chúng sanh quy y Tăng, chúng sanh quy y Phật bất đọa địa ngục, chúng sanh quy y Pháp bất đọa ngạ quỷ, chúng sanh quy y Tăng bất đọa bàn sanh, chúng sanh sở tạo chỉ ác nghiệp do vô thủy, tham, sân, si, tùng thân ngữ ý, chi sở sinh, nhất thiết chúng sanh giai sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Tha Tát. Trong kinh Vô Lượng Thọ có nói: tất cả chúng sinh ở mười phương thế giới niệm A Di Đà Phật cho tới khi thành Phật đều đồng một pháp hiệu là Diệu Âm. Vì vậy kính nguyện tất cả chúng sinh khổ nạn đang có mặt tại nơi đây, cùng tất cả những chúng sinh khổ nạn ở những tầng không gian khác, kính nguyện tất cả chư vị hãy hướng về Tam Bảo, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng và phát tâm Bồ Đề cầu sanh cực lạc. Ta Bà là cõi khổ, cực lạc mới là chỗ quay về. Xin hãy buông bỏ tất cả những phiền não, tham, sân, si mà phát tâm niệm Phật. Xin hãy niệm Phật, xin hãy niệm Phật, xin hãy niệm Phật. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức niệm Phật phóng sinh này hồi hướng về Tây Phương, trang nghiêm Phật tịnh độ. Trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường, nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con xin chúc phúc mọi người, xin cảm ơn mọi người. A Di Đà Phật. Đừng làm các việc ác, mỗi năm được bình an. Xin làm các việc lành, hàng năm đều như ý. Từ bi trùm khắp pháp giới, thiện ý khắp nhân gian. Lấy giáo dục hoằng dương Phật pháp, lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài, lấy chân thành phát triển giao lưu, lấy chuyên tu cầu sanh cực lạc. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Và bây giờ các vị về nhà với ba mẹ đi nha, để ba mẹ trông nha. A Di Đà Phật. Rồi đi về ăn bà cha mẹ nha, đừng đi với người lạ nha. A Di Đà Phật. Rồi về chăm sóc ông bà cha mẹ đi, ông bà cha mẹ không còn sống với mình bao lâu nữa đâu. A Di Đà Phật. À rồi về nhà chăm sóc ông bà cha mẹ đi, niệm Phật với ông bà cha mẹ đi, ông bà cha mẹ không còn sống với mình bao lâu nữa đâu, ông bà đã lớn tuổi hết rồi. A Di Đà Phật. Về nhà hiếu dưỡng cha hiếu dưỡng mẹ đi nha, lợi ích cho chúng sanh nha, đi cứu độ chúng sanh đi nha. A Di Đà Phật. Tất cả chư vị đều là Phật Bồ Tát ở Vị Lai, mọi người hãy mau mau đi cứu độ chúng sanh. Mục đích cuối cùng của chư vị đến cõi Ta Bà này là gì? Chính là hiếu dưỡng cha mẹ và nuôi dạy con cái nên người. A Di Đà Phật. Hãy xem mọi người là Bồ Tát mà ta chỉ là kẻ phàm phu. Nếu quả có thể tu hành được như vậy thì nhất định được vãng sanh về Tây Phương cực lạc thế giới. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật ơi. Rồi niệm Phật đi, niệm Phật về cực lạc đi nha. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.